Hàng rào điện chạy theo voi, 85 tỷ đồng được chi cho hạng mục xây dựng 50 km hàng rào điện ngăn cách khu vực sinh dân sinh của voi với rừng nương rẫy của người dân tại tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa voi và người vẫn đang tiếp tục diễn ra hàng ngày. Chưa đầy một năm trước, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng hệ thống hàng rào điện dài 50 km chạy theo địa phận huyện Vĩnh Cửu và huyện Định Quán Đồng Nai để ngăn cách giữa phạm vi rừng khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và rừng quốc gia Cát Tiên, nơi có đàn voi rừng nội địa Việt Nam sinh sống với khu vực người dân địa phương sinh sống và canh tác. Hàng rào điện bảo vệ voi ra đời xuất phát từ đề xuất của tiến sĩ Trần Văn Mùi, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên 50 km hàng rào điện vẫn chưa đủ để ngăn voi. Hàng rào điện có 19 cổng chính cho ô tô chạy qua và hơn 100 cổng phụ dành cho xe máy lưu thông nhằm giúp người dân ra vào nương rẫy canh tác thu hoạch mùa màng. Toàn tuyến có 10 trạm phát. Phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Đồng Nai cho biết thiết bị xung phát xung điện qua dây thép hàng rào, xung điện giật dây choáng cho động vật nhưng là gây sốc an toàn, không làm nguy hiểm đến động vật. Ông Dũng từng chia sẻ, từ khi hàng rào điện được đưa vào vận hành thử nghiệm cho đến nay thì chưa có con voi nào vượt qua được nó. Đó là thành công ban đầu. Tuy nhiên, sau một năm vận hành, đàn voi vẫn chưa ra khỏi khu vực dân cư phá tài sản, cây trồng và đe dọa tính mạng người dân. Nguy cơ xung đột giữa voi và người vẫn đang diễn ra. Ông Trần Viết Ơn, người bị voi quần nát vườn chuối, đầu tư hàng trăm triệu đồng, sắp đến kỳ thu hoạch nói, từ hồi tháng 5 tới hầu như đêm nào ông cũng về hai con, cùng trên kia thì ông về 5 đến 6 con. Ông không ăn mà chỉ phá hư hại của dân thôi. Hơn 10 hộ dân gần nhà ông Ơn cũng bị voi phá nát cây trồng, những căn nhà như dãy chứa vật liệu sản xuất bị voi giật tung, Theo người dân, trước đây đàn voi chỉ ra buổi tối để tìm thức ăn, còn bây giờ cả đàn thường xuyên vào dãy giữa ban ngày. Ông Lê Đức Hiền, một hộ dân cảnh báo, voi tìm những khu vực chưa có hàng rào điện để vào khu vực dân cư. Về vấn đề này, nếu không được giải quyết kịp thời, sẽ xảy ra xung đột giữa voi và người. Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, đàn voi rừng khoảng 15 cá thể liên tục kéo và phá nương rẫy. Hôm đó là vườn cây ăn trái của người dân tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Theo ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, diện tích vùng sinh sống của cả đàn voi ở Đồng Nai là 42.000 hecta. Từ tháng 7 năm 2017, khi hàng rào điện đưa vào vận hành, đã bảo vệ được 16.000 hecta rừng và diện tích vườn cây ăn trái, nương rẫy với khoảng 50.000 hộ dân thuộc hai huyện Vĩnh Cửu và Đồng Định Quán. Từ đầu năm 2018 đến nay, đàn voi đã kéo về phá nương rẫy của người dân tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán 35 lần. Nhiều diện tích hoa màu, cây ăn trái của người dân bị voi quật đổ, gây thiệt hại kinh tế cho người dân trong khu vực. Theo ông Dũng, chính vì dự án điện mới chỉ thực hiện với 50 km đường rào, chưa ngăn hết vùng dân sinh, cảnh sinh sống từ tự nhiên và vùng canh tác của cư dân. Do đó, voi vẫn vào được nương rẫy để tìm thức ăn. Hiện Chi cục Đồng Kiểm Lâm đang kiến nghị Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai và Tổng cục Kiểm Lâm cho phép tiếp tục xây dựng khoảng 20 km đường rào từ điểm cuối hàng rào xã Thanh Sơn, huyện Định Quán cho đến cuối thị xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu với mức kinh phí lên tới khoảng 20 tỷ đồng. Sau nhiều năm thực hiện đề án khẩn trương bảo tồn voi hoang dã tới năm 2010 và kế hoạch hành động khẩn đến năm 2020 để bảo tồn voi Việt Nam của chính phủ, cuối năm 2017, hệ thống hàng rào hạng điện mục Định Quán. Cuối năm 2017, hệ thống hàng rào điện hạng mục quan trọng nhất trong khu kế hoạch bảo vệ voi đã vừa hoàn thiện tại tỉnh Đồng Nai. 85 tỷ đồng cho dự án này đã được chi cho việc bảo vệ đàn voi với khoảng 14 đến 16 cá thể. Theo ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, cần có 400 km hàng rào điện bao quanh khu vực dân sinh.